Hello mọi người ha. Hôm nay thì mình mới thay bốn cái mét phun cho máy 1B nha mọi người. Hôm nay mình sẽ cân chỉnh hệ thống bơm của 1B. Sẵn đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem luôn nha. Thì để mà cân chỉnh hệ thống bơm của máy 1B này á thì mọi người làm vệ sinh hết mấy cái bơm, mấy cái lược ở trong đây nha. Vệ sinh bét đồ hết, làm cho nó không có vướng rác gì hết. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cắm pin vô. Và cái này á thì nó sẽ khó hơn con T20 nhiều nha mọi người. Mọi người cần phải có một cái ca 1 lít. Và cái ca này á là nó đi theo máy nè. Nó đi khi mà mua máy là mấy anh em bên trạm cho luôn. Ca này là nó có dung lượng 1 lít nha mọi người. Đó. Để làm gì thì tí nữa mình sẽ làm cho mọi người xem. Ok, vào đây. Rồi, sau khi máy bay nó kết nối với tay cầm là mọi người vào cái biểu tượng 3 chấm này ha. Đó. Rồi, cũng vào biểu tượng bét phun. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái thông số mà cái bét hiện tại nè. Đây, thông số của mình là cái bét xanh. Là cái số 15W đó đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây. Rồi bây giờ nó báo mình là kêu mình đổ 1 lít vô, nhưng mà trước hết mình phải xả hết khí trong đó ra nha mọi người. Bấm nút xả. Right pump spray normally. Left pump spray normally. Disable spraying. Ok, bây giờ mình sẽ đổ 1 lít nước vô nha. Sau khi mình đổ 1 lít nước vào thì mình sẽ bấm start. Ok, và bây giờ thì cái dòng trên này thì nó kêu mình nhập từ 1 tới 5 lít này. Bây giờ mình sẽ nhập là nhập 1 lít. Đừng đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ 1 lít vô nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cân chỉnh đó. Để ở đây mọi người thấy là chưa được. Đây mình sẽ làm lại. Cái bếp này dữ không này? Bây giờ mình sẽ làm lại. Có thể là lúc đó là mình đổ thiếu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm lại thôi. Để nó làm hai cái trên đó chứ. Thank you.
Rồi ok, bây giờ nó báo bấm 1 là xong. Bây giờ nó tới sẽ sang cái số 2 nha mọi người. Thì mình cũng nhập 1 lít. Mọi người nhập 1 lít vô thì sẽ đổ 1 lít, còn nhập 5 lít thì sẽ đổ 5 lít nha. Nhưng ở đây thì mình nhập 1 lít cho nó dễ. Rồi mình sẽ đổ 1 lít vào. Đúng 1 lít nha mọi người. Sai thì rồi ok, mình sẽ tiếp tục cái xoay. Quá trình căn chỉnh bơm của một bê này nó sẽ lâu hơn T20 nha. Tại T20 thì hoàn toàn tự động hết. Còn cái này mình làm cũng tự động nhưng mà mình có một cách thủ công rồi đó, châm nước nó sẽ lâu hơn. Ok, nó báo xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình bấm vào ok ha. Bây giờ mình sẽ tắt tay cầm và tắt con máy bay đó để khởi động lại hết. Và sau đó mình sẽ đổ nước vào thử coi nó có chuẩn không nha. Rồi mọi người đợi xíu nha. Mình sẽ mở tay cầm trước, mở máy bay nha mọi người. Đó, tay cầm phải lên trước máy bay. Ok, bây giờ mình sẽ ra cắm pin máy bay ha. Chưa mở nút nguồn. Ok, sau khi tay cầm đã lên thì mình sẽ mở pin máy bay. Bây giờ mình sẽ đổ cho đây 2 lít nước nha mọi người, để xem tí nữa nó có phun ra được 2 lít nước không. Obstacle avoidance radar is disabled. Fly with caution. You have run out of pesticide. Please land and refill. Obstacle avoidance radar is on. Home point recorded. 2 lít. Bây giờ mình sẽ xả nha. Thấy không? Thấy không? Enable spraying. Left pump spray normally. Right pump spray normally. Đây là cái lượng nước nó phun ra nha mọi người. Hồi nãy mình đã đổ 2 lít vào rồi đó. Nó ra bao nhiêu, nói chung thì nó sẽ có sai số, tại vì khi mình múc nó cũng không có, nó cũng sai, nó cũng không có chuẩn. Ok ha, tầm này á, thì nó cũng chấp nhận được nha mọi người. Đúng á, là mình đổ 2 lít thì nó ra 2.07 nè đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người ở video lần sau.